Hello, chào tất cả anh em nhé. Mình thấy là rất là nhiều hay đa số là anh em mình thua tha trong cái bộ môn này, là anh em chơi chủ yếu mình sẽ không không biết xác định đâu là mình có điểm dừng hay là xác định chơi như thế nào thì mình lúc nào nên nghỉ, lúc nào nên chơi, đúng không? Đó. Nên là trong ngày nay tôi sẽ chia sẻ cho anh em một số cái phương pháp để anh em có thể tham khảo mình chơi như thế nào thì có thể là nó sẽ cân đối có điểm dừng hơn ở trong cái bộ môn đích này hôm nay nhé. Đấy. Khi mà anh em chơi mình xác định được cái điểm dừng nó rõ ràng rồi thì mình nghĩ là cái việc chơi cơm gạo của anh em nó sẽ đơn giản hơn đấy. Và cực kỳ là dễ nhá. Ra về cái việc là anh em chơi có điểm dừng thì nó cũng sẽ liên quan về cái góc độ là tùy theo số lúa của anh em có bao nhiêu, đúng không? Đấy. Ví dụ là mình cứ lấy là ví dụ là vốn của anh em ấy có tầm khoảng trên 10 đấy, đấy. Thì cái mục tiêu nhé, tiêu của anh em có thể là tầm khoảng là 2 đến 3. Nói đến đây thì có thể nhiều khi là anh em nghĩ là tại sao mà vốn lớn mà mình ăn ăn non thế, thì vì đơn giản là mình hướng đến cho anh em một cái phương pháp chơi là an toàn nhé, được chưa? Một phương pháp an toàn, bởi vì khi mà anh em vốn mà có 10 mà anh em mục tiêu chỉ cần 2 3 tương đương thì nó sẽ rơi tầm khoảng là 20 đến 30%. Như thế thì nó cũng rất là đơn giản và hợp lý. Còn nếu như là vốn của anh em mà có 10 mà mục tiêu 20 thì đương nhiên là mình sẽ phải chơi lặp đi lặp lại nhiều vòng, thành ra là cái rủi ro thua của anh em nó sẽ cao nhá. Đấy. Cái này thì mình gọi là chia sẻ cho anh em tham khảo để anh em chơi làm sao anh em cân đối là sẽ có một cái điểm dừng nó thực sự hợp lý ở trong bộ môn này thôi nhá. Bây giờ thì tôi lại vào chiến đấu luôn ở trong cái bàn con mini nhỉ. Đấu cho bàn con mini, con này của con rồng xanh này. Bây giờ đang buổi trưa anh em nhé. Hiện tại là mình chơi đa số là mình sẽ hay chơi từ khung là 11 giờ. 1 giờ đến tầm khoảng là hơn 12 giờ một chút nhé. Đấy, đa số là mình sẽ hay chiến đấu ở hai khung giờ này để mình chơi nha. Đây anh em thấy cầu nó đang cầu ngắn này. Mặc dù con này phiên của nó đang chạm rồi giờ anh em, nhưng mà cầu thì vẫn đang sàng là cầu đến được. Đấy, 1 2 3. Cầu trước 1 2 3 thì tay sau anh em cứ vẫn đúng công thức, đúng không? Đấy. Bao giờ thế? Trên là cầu là 1 2 và 3 thì nó sẽ hay đi kèm đoạn cầu 1 1 nhé. Đấy là trong trường hợp mà anh em đánh cầu ngắn thì đa số là nó sẽ ra hay ra những dạng cầu như thế này. Thì anh em có thể là cân đối mình chơi vào cho hợp lý ở trong cái bộ môn này nhá. Mình thì nói chung là lúc nào cũng thế, đánh vừa phải. Ra đôi khi là vốn nó có thể là nhiều nhưng mình đánh vẫn luôn tốc độ là an toàn thôi. Cũng như là anh em mình chơi thì hạn chế nhất cái việc là rất thích hay là anh đánh kiểu khát nước nhỉ. Đánh kiểu đấy là cái kiểu là anh em sẽ dễ thua tha nhất thôi. Một tam một một, một, một hai sáu cho anh em. Đấy. Vẫn đang tiếp tục vào tiến cầu quân anh em ạ. Cái gì tôi cảm thấy là đánh được hay gọi là ổn áp thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em để anh em cùng tham khảo kiểu trong cái bộ môn này nhá. Kinh nghiệm và phương pháp cũng như là tâm lý thì nó luôn luôn là hai cái điều mà anh em cần tham khảo khi chơi là cái băng lên bên này. Câu ai thì có thể trả về một cái cầu một một nữa là mình ngắt luôn. Buổi trưa hôm nay thì hôm nay ngày ngày thứ ba anh em ạ. Ngày thứ ba thì đa số là hũ không phải cao lắm gọi là vừa phải. Bình thường nếu mà những ngày này thì hũ nó sẽ khá là cao anh em nhé. Nếu mà là anh em thích cái đánh đổi sắt hũ ấy, thì có thể canh tầm cuối tuần. Đấy. Thứ bảy hoặc là chủ nhật thì đấy, đấy là hai cái ngày mà mình thấy là hũ nó sẽ lớn và đều nha, vẫn đẹp tiếp xỉu như này. Và con này đang cầu 1-1 nó gãy luôn thì có thể là đi cầu vệt nha. Cất 9 9 2 9 2 1 tiếp này. Cấp 9 thì cộng điểm của nó đang tương đối là bằng nhau đó. Tay trước tay sau thì trích bằng điểm thì nó đều bằng nhau hết. Nếu mà trong trường hợp nó cộng điểm nó tay nó đều nhau như này thì anh em mình có thể cân đối mình chơi một cách nó hợp lý.
lý ở đây ở cái góc góc độ là sẽ đi đúng hướng vừa phải anh em từ ăn những cái để xem bàn bên mờ đây là mình nghe bên đánh thì mình thường xét cầu ở hai bàn này để xem là cái tỷ lệ xuống cầu của nó anh em có lệch nhau nhiều không. Nếu mà thực ra nó lệch ít thì nó là cái dạng cầu bắt đẹp đem được anh em ạ. Tuần này chắc là mình sẽ vào nốt một tay bên con rồng xanh một tay vừa em nha, bú luôn nha, chuẩn đó. Khi mà nó đang lên dạng cầu 1-1 mà nó đều như này mà tiến gãy phát được, ít nhất nó có thể bền từ 2 đến 3 tay nha. Cái đấy thì anh em mình có thể là cân đối để anh em chiến đấu cũng như anh em bắt được ở trong cái bụng này rất tốt. Cái tay này thì con này thì nó đi anh em để cầu nó về bệt ba khá là nhiều rồi rồi đúng không, bệt ba tương đối là dài rồi các bạn, thì bên này mình có thể bắt một con sửu nữa đi. À đúng rồi, bắt một bê con sửu nữa nhá, mãi thời gian thì vào xem cầu chứ còn tay này thì không cần thiết phải vào cao quá, tùy từng cầu hay từng phiên mà mình sẽ biết cân đối đi luống cái hợp lý nhé. Hy vọng là qua cái video của mình thì tôi cũng chia sẻ cho anh em thêm một cái kinh nghiệm để làm sao là anh em chơi sẽ gọi là có điểm dừng hơn. Sự tiếp này, ok cho anh em tiếp tục là lục ta này nhé. Tạm thời là làm một tay cạc kiếm tuyệt vời đấy anh em. Anh em để cầu nó đẹp ấy, thì đa số nó sẽ không được nhiều đâu, bởi vì ở đây của nó là 23 27, tức là cầu về về số thua lệch nó chỉ có tầm tôi tầm 4-5 tay thôi đấy. Và tất nhiên là những dạng cầu mà nó lệch ít như thế này rồi thì tôi thấy đa số là nó sẽ dạng cầu lệch nhiều nhỉ. Tại này thì có thể mình bắt tầm bệt 5 nhé, mã nó lại đánh bé đây, vào chủ yếu là bánh sửa của cầu vẫy thôi. Với lại thực ra thì tôi thấy đa số chơi thì tôi sẽ không không vào liên tục hay hay là đánh nhiều em nhé, mà có thể là mình sẽ cân đối ở cái việc là mình sẽ đi đi vừa phải. Con này dậy đầu cuối này, ok anh em chắc là tầm giờ nghỉ ngon rồi nhỉ. Đấy, làm thế là đẹp rồi anh em, nay vốn của mình có tầm 20 thôi mà mình lên tầm 35-36 là tôi nghĩ nó vừa tầm 50% rồi, hợp lý rồi anh em nhé. Ok chào anh em, hy vọng là qua video của mình thì để chia sẻ cho anh em thêm kinh nghiệm anh em cái cũng tốt hơn.